Đây, để tiếp em nói cho mọi người nghe nha. Em thấy cái nhiều bạn vô nào bình luận em nè. Hoa hậu ao làng, hoa hậu tự xưng. Nói cho nghe nè. Em năm 2019, em đi Pháp em thi. Là diễn biết cuộc thi như thế nào. Em đi quay lên cho mọi người xem và phát trực tiếp luôn. Không có ao làng, không có tự xưng được nha. Mà em là hoa hậu danh nhân thành đạt tại Pháp năm 2019. Cuộc thi là cuộc thi hoa hậu quyền năng thế giới Nghe tên quá trời Chứ đừng nói em tự xưng, đừng nói em ao làng nha Mà ok, nếu mọi người nói ao làm Mọi người nó tự xưng Mọi người làm như em chơi Làm được như em chơi, em nể Ghét người ta rồi trời ơi Bình luận cho sướng miệng Cái người ta nói lại cái đầu chữ ta Nói ta hổn Mà trong đó người ta không làm gì mình Chừng nào ta đụng tới chén cơm manh áo mình Ta ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội Thì ok nói Người ta đang giúp mọi người này đó mà còn chữ người ta nữa. rồi cho gạo cũng bình luận vô mình luận chữ người ta chữ hết sức là chữ mà trong đó ta không làm gì mình mình đi kiếm người ta cái ta chữ lại cái mình nói người ta ai không thích lóc hộ cái Đúng không còn không vô bình luận thấy khó nghe làm kêu thư ký lóc hết ai muốn biết gì em cứ lặng yên ở trong đó đi rồi nhìn xem công việc của em làm như thế nào em Hàn Quốc là quê hương thứ hai của em em đi xuất khẩu lao động rồi xong em lấy chồng em mới có được ngày hôm nay thì em hiểu được cái cánh khổ của mọi người đi thành phố cũng làm Bình Dương cũng làm nên bây giờ em mới làm cái chương trình xuất khẩu lao động này cho mọi người biết đến để mọi người đi ngoài Bắc người ta đi chương trình xuất khẩu lao động này 20 năm rồi miền Nam mình chỉ đi thăm thân và lấy chồng thôi em có sức ảnh hưởng trong mạng cộng đồng nên là em làm cái chương trình này để cho mọi người biết đến em nói trên đây và mọi người đi ở trung tâm em hay mọi người không đi đều không sao cả đó nhưng mà em nói còn cái vấn đề mà đi thời vụ bây giờ em nói tiếp nữa nè có những người mới biết trang em không biết cứ nghe trên mạng là nói chủ nhà vườn nhà lãnh cho là nên lừa hết nha em ở bên hàng 20 năm làm được em đã làm làm lấy tiền chứ không làm dùm không có làm không mà em nói đây đừng bao giờ bị mắc mua nó bị lừa cô dâu việt nha là bà con dòng họ lãnh phải chuyển dùng chuyển cái hậu khẩu về cái nơi được lãnh mới làm được nữa kìa mà bây giờ chuyển đi rất là khó khăn đúng không sau này ha cần giấy tờ gì nó cực cho vất giả cho cô dâu việt lạnh lắm nên là em nói á bây giờ em còn không muốn làm cái thời vụ nhức đầu lắm em nhận tiền hai ba người em cũng muốn điện trả lại nữa kìa nhận cọc 500 trăm ngàn tiền hàng đó ăn có được có 500 đô mà làm bây giờ cho tháng 3, tháng 4 mới được đi. Nhưng mà nó đau đầu dữ lắm. Nên là mọi người nghe em đừng bao giờ nghe trên mạng nó nói đi visa thời vụ. Em có trung tâm đặt tại Cần hơn Trung tâm em hơn ngàn bạn đang học rồi. Chẳng qua em dướng cái đòi ra ma này. Chứ từ nào giờ mọi người biết em. Nếu em là cái người không uy tín Trung tâm em có nhiều học sinh để học không? Và em là người nếu như nói bậy trên mạng xã hội em ngồi em tư vấn em tư... nói trên mạng này như nào thì ở dưới nó y chang như vậy mọi người điện cho em giống hệt nhau em mà nói bậy người ta cho em là tiên truyền sai sự thật có người mời em ngồi thương trường làm ăn là chiến trường không phải đợi ai thưa kiện em nên là mọi người phải hiểu vấn đề này em đàng hoàng và cực kỳ đàng hoàng luôn khẳng định cái điều này uy tín cực kỳ uy tín luôn hứa luôn dám ăn dám nói dám làm Nghe làm đúng không sợ bất kỳ ai. Nên là mọi người cứ yên tâm. Muốn em muốn em muốn thay đổi cuộc sống. Cứ để điện em. Em tư vấn cho. Không phải ngại. Nhờ mọi người có chửi em đi nữa. Em không nhớ đâu. Tại vì nhiều người lắm em không nhớ ai đâu. Cứ alo đi. Em tư vấn cho.